Hoàng Trung này, cho vườn hoa này, vườn nữa này. Đấy. Khu vực đền Quang Trung, gần chỗ nhà lớn, gần chỗ quán hoa luôn. Các bạn nào mà muốn chụp ảnh các thứ mà muốn gửi xe chơi chỗ nhà lớn ấy, thì có thể là gửi xe ở chỗ này này, ngay cạnh đằng sau quán hoa. Bên kia bán đồ chơi và đồ trang trí Tết rất là nhiều. Đây, gửi xe đây, một số các bạn chụp ảnh đây, gửi xe ở đây chỗ xong rồi. Đấy, các bạn nhìn kia. Đấy, mọi người có thể gửi xe ở đây, ngay sau quán hoa này. Đấy, chỗ gửi xe này. Đấy là chỗ gửi xe máy cho các bạn để các bạn có thể vui chơi nhá. Đấy, thấy chưa? Gửi xe. Quảnh à? Vâng. Khu bên này bây giờ bán hoa rất là nhiều, đường phía trong rồi. Đấy, nhìn chưa? Đấy. Các bạn mua hoa thì các bạn nên đi ở phía trong này. Cái đầu kia là Quang Trung, bên kia là bán rất nhiều đồ phụ kiện luôn. Mình sang bên kia nhé, xong mình sẽ quay chỗ nhà lớn này cho các bạn xem luôn. Đấy, đồ chơi, đồ phụ kiện rất là nhiều. Mọi người chụp ảnh ở đây rất là đẹp luôn. Đây. Cái đầu kia, bên kia là vườn hoa rồi. Đây bây giờ mình đi ra nhà lớn. Đấy, tách sang. Thế mình cũng cố gắng rất người yêu mình ra đây chụp ảnh. Hôm nay thực tế là muốn chia sẻ cho các bạn cái khu vực nhà lớn. Hiện tại là hôm nay là 24 âm lịch rồi, Tết rồi. Thì muốn chia sẻ các bạn là cái khu vực nhà lớn hiện tại nó sẽ như thế nào và các bạn có thể chụp ảnh như nào. Hiện tại bây giờ mình đang đi vào tầm buổi chiều. Hôm nay Tết, gần Tết mà thời tiết bắt đầu lạnh rồi, ngoài 17, 18 độ. Các bạn sẽ nhìn thấy cái hình ảnh mà mình quay này, cái khu vực nào ánh sáng nó tối ấy, là chụp ngược sáng, chụp ảnh các thứ check in ở đây ấy. Mà nó bị tối ấy, thì các bạn phải chọn ánh nắng. Thường là nếu có mặt trời từ buổi chiều thì nó sẽ, mặt trời sẽ hướng từ đằng kia, đằng chỗ tòa nhà kia hướng ngược lại này, chỗ vườn hoa này, là chỗ nhà lớn. À, mọi người ra đây chụp, đấy các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Đây là chỗ khu vực nhà lớn này. Thường mọi người cũng chụp ảnh trước Tết, tại vì cái không khí trước Tết nó cũng rất là một cái tuyệt để mọi người có thể tham khảo. Và chụp ảnh lúc này thì nó sẽ vắng hơn. Nếu là chụp sang bên kia thì nó sẽ sáng hơn này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Hai cái cột cờ bên kia. Còn chụp ngược lại nhà lớn này thì các bạn nếu mà chụp được buổi sáng thì là đẹp nhất. Còn nếu mà chụp máy ảnh xịn thì vẫn ok. Mình sẽ chụp cho người yêu mình một vài kiểu ở đây để các bạn có thể tham khảo nhé. Check in Hải Phòng bao giờ phải check in nhà lớn. Kia người yêu mình bên kia rồi. Hey! Nhìn thấy ảnh không? 2, 3 này. Tầm chiều mọi người bắt đầu chụp ảnh ở đây rất là đông luôn. Các bạn trẻ chụp ở đây này, những cái giải hoa này, cột hoa. Đấy, đẹp chưa? Khu phun nước. Đẹp, rất là đẹp luôn. Để chơi cái bóng các bạn nào. Để cái thiên nhiên nhé. Đẹp á. Quá đẹp luôn. Tươi lên nào, tươi lên nào. Đó. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày cuối tuần. Chia sẻ với các bạn một loạt các điểm mà các bạn có thể thuê áo dài ở đây nhé. Để mọi người có thể, một là mọi người có thể gửi xe ở ngay bên chỗ Gia Liễu này, hai là chỗ lúc ấy mình đầu tiên mình đến mình gửi cho các bạn ấy, xem ấy là phía sau chỗ chỗ bán hoa đấy. Đây, một loạt các áo dài chạy xuống đấy. Để xe bên này được Gia Liễu. Một loạt các cửa hàng áo dài và trong xe đây luôn cho các bạn này, các bạn có thể gửi xe ở đây. Áo dài đẹp chưa? Áo dài đây thường thuê bao tiền một cái? Khoảng bao nhiêu vậy? 50, 70, 100. Đấy, quay giới thiệu luôn. Mọi người đến đây thuê. Vào dịp Tết thì nó có đắt hơn. Cũng 50, 70, 100. Chứ áo nhỏ cho trẻ con là 50 à? Áo nhỏ thì... Cũng đẹp hơn thì 100 nữa. Tìm các bạn. Áo dài đẹp quá. Đấy, rất nhiều mẫu áo dài trang điểm luôn cho các bạn. Áo dài mẹ 100 đến 150k, áo dài bé 70 đến 100k. Đấy. Dọc đây có thể áo dài trang điểm cho các bạn, để các bạn có thể tham khảo được. Đấy. Còn bây giờ đi sang bên kia. Đấy, chia sẻ với các bạn một chút về giá cả về áo dài. Hiện nay thì mọi người sang đây chụp ảnh rất là đông luôn. Ở bên nhà lớn này. Mọi người tranh thủ chụp áo dài cuối năm. Rồi, Thu ơi bước đi. Thấy chưa? Cả các bé này. Thấy chưa? Rất là đông luôn. Hôm nay không có nắng nữa, mọi người chụp nó dễ. Dọc các vườn hoa ở tại trung tâm này đều thấy hết rồi. Hơi nước nó bắn vào. Dọc các vườn hoa hai bên cạnh nhà lớn đều đã được trưng bày hoa hết rồi nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy ra. Đấy, các bạn có thể thoải mái chụp ảnh luôn. Bây giờ là 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 18 tháng 1. Đấy, bạn nhìn nhá. Chụp trước Tết này là vừa có ảnh trước Tết này. Lúc Tết các bạn nhiều người phải về quê. Đấy. Thường là sẽ là vào những ngày mùng 1 ấy là mọi người ra đây chụp ảnh trong ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, chụp ảnh rất là nhiều luôn. Rất là đông. Đó. Cả gia đình ra đây chụp ảnh trước Tết rất là đẹp luôn. Bóng đẹp chưa? Đây là cột hoa. Buổi tối điện nó lên rất là đẹp. Mình sẽ có một cái video vào buổi tối cho các bạn để các bạn xem. Chụp ảnh ra đây, săn ảnh đây. Rồi chia sẻ với các bạn một chút về cái điểm chụp ảnh check-in tại nhà lớn nhé, để các bạn có thể biết được là cái không gian ở đây chụp ảnh nó như thế nào. Các bạn đứng đằng sau chỗ vườn hoa chụp lên nhà lớn rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Hoặc là sang bên kia, nếu mà không có áo dài, bên kia rất nhiều loại áo dài và các bạn có thể xem được, có thể thuê được, hoặc là sang hai khu vườn hoa hai bên cạnh. Đấy, chỗ quán hoa này và cái chỗ đầu bên nhà lớn bên kia này và cái vườn hoa bên kia, tất cả các vườn hoa hai bên cũng đã xong rồi, đã được trăng hoa đã xong hết tất cả các thứ rồi để các bạn có thể chụp ảnh được rồi. Đấy. Thôi bây giờ mình về cái khu chỗ để xe để lượn một vòng đây. À, khu bán hoa. Khu bán hoa phía đằng trước này thì bây giờ là có vẻ là ít hơn phía đằng kia. Đấy. không thể xa bên này. Đấy, vườn hoa bên này cũng bên chỗ gửi xe máy này cũng đã có hết rồi, đầy đủ hoa hiếp và đại phun nước cho các bạn xem rồi. Đấy. Rồi, bạn nào lần đầu tiên xem kênh Tôi Yêu Hải Phòng thì nhớ đừng quên nhấn đăng ký, nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất từ Tôi Yêu Hải Phòng nhé. Đã đẹp luôn.